Xin chào các bạn Trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách giải nén file trên máy tính Rồi giả sử như ở đây Tôi có một file nén Bây giờ tôi muốn là giải nén cái file này ra Thì để giải nén file trên máy tính á Thì chúng ta sẽ làm theo các bước sau đây Bước đầu tiên á Các bạn chúng ta sẽ bấm phải chuột vào file mà bạn muốn giải nén Đó bây giờ tôi sẽ bấm phải chuột vào file này Sau đó ở đây Các bạn chúng ta sẽ chọn vào dòng là Attach file Hoặc là Attach here Để giải nén file và các bạn lưu ý nha, đối với bạn nào sử dụng Win 7 và Win 10 á, khi các bạn chúng ta bấm phải chuột vào file nén thì các dòng như là Adjust File và Adjust Here á. nó sẽ xuất hiện luôn nha. Nó xuất hiện ở dưới đây nè. Còn ở đây á, tôi đang sử dụng là Windows 11. Muốn xuất hiện các dòng như là Adjust File hoặc là Adjust Here á. thì tôi phải vào Windows thì nó mới xuất hiện là Adjust File và Adjust Here nha. Kiểu giải nén Adjust File á là sau khi giải nén xong á trong đó nó chứa một file nữa và file đó nó chứa toàn bộ dữ liệu còn anh chắc thì á là nó sẽ giải nén ra toàn bộ luôn nha trong file bạn có cái gì á nó sẽ bung ra hết rồi đây á tôi sẽ chọn vào anh file sau đó chọn vào ok đó đây là file mà tôi vừa giải nén rồi bây giờ tôi sẽ truy cập vào đó bạn thấy không nó sẽ có một cái file nữa nó chứa toàn bộ hình ảnh của tôi rồi tiếp theo tôi sẽ tiến hành là Giải nén kiểu iChat here cho các bạn xem này bấm phải chuột vào file nén sau đó ở đây tôi sẽ chọn vào iChat here đó đây là file mà tôi vừa giả nén theo kiểu iChat here đó toàn bộ dữ liệu nó sẽ bung ra hết đó là cách khác nhau của giải nén Attach File và Attach Here Như vậy là trong video vừa rồi Tôi vừa hướng dẫn cho bạn cách giải nén file trên máy tính Nếu thấy video hay, hiểu đó Thì bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem Cảm ơn bạn đã theo dõi